Sao ông lại phong ấn hai cánh tay của ta? Ta nguyền rủa ông vì đã khiến ta phải sống khổ sở như thế này. Sarutobi! Ta ấy xong rồi, Kabuto! Phải đi học, phải đến trường thôi. Động lực gì mà khiến bạn bất chấp như vậy? Em bị nợ môn. 8 năm rồi mà em chưa ra được trường nữa. Trời gì đâu, nắng quá trời nắng, nóng quá. Trứng mà để trên đường nó còn chín được, huống chi là mình. Ồ, mưa kìa, mới nói là trời mưa rồi. Đúng là trời thương mà. Mà hình như thương hơi lố. Rồi, bô xe ngập nước. Chuyến này dắt bộ thấy bà luôn rồi. Này học mấy tiết mày? 5 tiết. Ngày thứ 6 phải không nhỉ? Mới có thứ 2 thôi mày. Sao lâu tới cuối tuần vậy mày? Một ngày mà đi tặng 4 lần. Còn mày, một ngày ăn tặng 4 cử. Tụi bay chỉ được cái ăn, rồi ngủ, rồi báo. Độ thuốc cưng á thì ngày càng đắt. Phải chi hai đứa biết kiếm ra tiền thì bố vui biết bên là bao. Suốt ngày á chỉ biết nhậu thôi. Đi luôn đi. Mình ơi, tôi biết lỗi rồi, mình tha cho tôi đi mà. Có giỏi thì đi tới sáng luôn. Bạn ơi, có tiền chưa? Trả tôi 10 triệu đi. Đùa, nay mùng 1 mà đi đòi tiền. Ờ, tôi quên à. Về đây, nay mùng 1 rồi, về đây trả tiền tôi đi, thiếu nợ gì mà dai dữ thần à. Cơ trưởng ơi, hình như bên dưới có người cần giúp. À, ok, để tôi đáp xuống. Trời, tôi tặng hai người lặn, cứu ai đi, cơ trưởng ơi. Cứu chúng tôi với, cứu chúng tôi với. Hai người lặn à, giờ sao ta? À, cứu thằng giết đúng chính tả thôi. Thằng kia khỏi cứu cũng được. Ta-da, sắp về nhà rồi. Đó là nhà của sói đó, đừng vào, nguy hiểm lắm. Tiếng gì cứ văng vẳng bên tai vậy ta? Hãy nghe tôi, đừng vào. Khùng hả mày, nhà tao mắc gì cấm tao vào? Dạ, em xin lỗi. Nay anh bận đồ, thế lạ quá. Em không dám làm phiền anh nữa à. Đưa tiền đẩy nhanh. Dạ, em cắn gươm cắn cỏ. Đây, anh cầm hết đi. Dạ, đủ rồi, cảm ơn anh nha. Đây, điện thoại iPhone 15 của anh đây. Là sao? Alo, ship hả? Em vừa bán thêm được một cái nữa rồi nha. Chuyến này nhớ chia tiền hoa hồng cho em nhiều nha. Trời ạ. Mọi người nhớ follow, theo dõi, ủng hộ kênh mình với nha. Cảm ơn các bạn đã xem.